Dạ, Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Bên này thì có một cái món chay ngon từ nấm đùi gà. Món này thì chấm bánh mì, ăn rất là ngon quý vị. Nấu mà cũng rất là đơn giản luôn. Món nấm thì quý vị biết là cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng, kết hợp với cà rốt nè, với một số loại rau củ khác nữa, cho một cái món chay rất là hấp dẫn luôn. Rồi, làm như thế nào thì Quỳnh Phương mời tất cả quý vị cùng vào bếp với Quỳnh Phương nha. Thì trước tiên Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là 200 g nấm đùi gà. Tiếp tục ở đây là có cà rốt 100 g, 60 g bắp non ha. Đó, ở đây là khoảng 15 g tiêu, này là tiêu xanh ha, dài trái ớt xanh, cũng như là khoảng 10 g củ hành tím hết quý vị. Rồi, đầy đủ nguyên liệu rồi. Quỳnh Phương mời quý vị cùng làm nha. Cái phần mà nấm đưa ra thì Quỳnh Phương mua cái loại nhỏ, mà sơ chế thì cái loại quý vị có thể nấu loại to loại nhỏ thì cũng được, nhỏ thì nó hấp dẫn hơn ha. Đó, mình mua về thì mình sẽ ngâm trong cái phần nước muối pha loãng. Nó tranh thủ lúc ngâm này thì Quỳnh Phương sẽ cắt bỏ những cái phần chân nấm luôn, cái phần chân nấm mà mình kiểm tra coi cái nấm cái chỗ nào nó vàng vàng nó bị hư á, thì mình cắt bỏ. Đó, quý vị có thể cắt trước để ngâm cũng được. Nó tranh thủ mình ngâm khoảng 10 phút nha, trong nước muối pha loãng. 10 phút này thì Quỳnh Phương cũng gọt luôn xong được cái phần chân nấm này luôn. Đó, rồi bây giờ mình cứ để đó, xong rồi mình sẽ cắt luôn cái phần cà rốt nè. Cà rốt mình phương tỉa hoa đơn giản nha, hoa năm cánh. Rồi xong thì chúng ta để cà rốt sang một bên đi. Nó bắp thì mình phương có chuẩn bị một ít bắp non ở đây. Mình có thể kết hợp luôn cái bắp vàng á, bắp trái mà bắp vàng á, mình có thể nấu chung luôn nếu quý vị thích nha. Nó ra cái nước ngọt rất là ngon. Rồi xong rồi, giờ phần củ hành tím. Nếu quý vị không sử dụng hành tím thì chúng ta có thể sử dụng bơ rô hay là kiệu gì cũng được luôn. Hành tím thì cũng như mấy lần trước, Quỳnh Phương sẽ đập dập và băm nhuyễn. Quý vị xem kênh mà có yêu thích á, nhấn cho Quỳnh Phương xin một like nha. Mà nhớ là chia sẻ giúp Quỳnh Phương để cho nhiều người biết đến những cái món chay ngon dễ làm tại nhà. Đó, cho người ăn chay thêm phong phú cái thực đơn của mình hết quý vị. Quỳnh Phương cảm ơn quý vị nha. Rồi bây giờ mình để sang bên đó. Rồi tiếp theo á thì bây giờ Quỳnh Phương mới lấy ra nè, lấy cái phần nấm đùi gà có nãy ra mình để ở ngoài cái rổ á, cho nó ráo nước một xíu đó, hoặc mình có thể rắc lên đây một xíu muối bọt cũng được nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt cái chảo lên, mình cho khoảng 3 muỗng canh dầu vô cái chảo. Nó mình Quỳnh Phương sẽ chán sơ ngang cái cho nó chảo nó đều dầu á. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon lại dễ làm nữa. Quý cô chú nào mà lần đầu xem kênh á, nhớ đăng ký kênh để khi nào Quỳnh Phương có video mới á thì YouTube sẽ thông báo cho quý vị dễ dàng theo dõi ạ. Rồi, đó, Quỳnh Phương sẽ chiên sơ cái phần nấm đùi gà này, chiên nó vàng vàng lên gì nè. Rồi, bây giờ Quỳnh Phương bỏ ra nha, bỏ ra cái rổ để cho nó bớt dầu. Rồi mình chừa lại một ít dầu trong cái chảo này thôi quý vị, khoảng 2 muỗng canh là được rồi. Cái chảo nó còn rất là nóng nên mình cho dầu vào thì mình để luôn cái phần hành tím vào để mình phi á, mình phi cho nó vàng nó thơm lên. Và chúng ta có thể phi kiệu hoặc là hành bơ rô đều được nha. Quỳnh Phương rất là muốn quý vị nấu được nhiều món chay ngon để mình thay đổi trong những cái bữa ăn hàng ngày mình nó đỡ bị ngán á. Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng nha. Rồi bây giờ mới đảo sơ qua một cái nè. Đó, mình đảo sơ, lúc này là Quỳnh Phương tắt bếp rồi nha. Khi mà hành tím nó vàng Quỳnh Phương tắt bếp thì mới cho
cái phần nấm này vào xào sơ một cái, mình mới cho gia vị vào. Nãy là Quỳnh Phương cho 2 muỗng nước tương rồi đó. Cái muỗng Quỳnh Phương dùng là muỗng canh nha quý vị. Tiếp theo là nửa muỗng hạt nêm. Hạt nêm thì hạt nêm chay từ nấm nha. Rồi nó thêm nửa muỗng đường. Tiếp theo là quý vị cũng chuẩn bị cho Quỳnh Phương nha, một xíu bột ngọt, xíu muối nữa. Rất là đơn giản luôn. Rồi đây là một xíu tiêu. Rồi mình đảo sơ cái nha. Mà lưu ý là nếu quý vị nào không dùng bột ngọt thì cũng được nha. Rồi mình đảo sơ cái cho cái phần nấm này nó thấm gia vị. Quỳnh Phương để chắc khoảng 3 phút, 5 phút gì đó cho nó thấm thấm gia vị một xíu. Có thời gian thì mình để khoảng 15 phút. Rồi mình mới cho nước vào để mình nấu. Trong lúc mà đợi nước sôi á, Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là 2 muỗng canh bột năng. Mình cho vào khoảng 3-4 muỗng nước để mình khuấy cho nó tan ra. Mình khuấy cho một phần bột năng này nó tan ra nha. Rồi khi nước sôi lại nè, quý vị xem nè, Quỳnh Phương mới cho cái phần cà rốt, cho hết cái phần cà rốt vào nha. Lúc này nước nó sẽ có rất là nhiều bọt. Quỳnh Phương nãy cũng đã vớt bọt bỏ bớt rồi đó, còn một ít đó, nó lên bọt thì mình cứ vớt bỏ nha. Rồi giờ cứ cho cà rốt rồi cho bắp vào. Nếu mình dùng bắp trái to thì lúc này mình cũng cho vào luôn. Mình đun cho nó sôi lên rồi mình mới cho hết cái phần bột năng vào để mình tạo cái độ sệt cho cái nước này nè. Lát mình sẽ chấm bánh mì ăn. Đó, nước kẹo là nó sệt rồi, nhìn cũng rất là hấp dẫn. Lúc này thì Quỳnh Phương cũng đã cho tiêu vào luôn rồi đó, cho 2 cọng tiêu xanh vào để mình nấu luôn. Thì món này là món nấm đùi gà nấu tiêu xanh, đơn giản thơm ngon. Ở lúc này thì chúng ta có thể nêm nếm lại xíu nha quý vị cho nó vừa ăn á. Rồi sau này khi nêm nếm lại cho vừa khẩu vị mình thì cứ cho ra tô thôi và bắt đầu đem 2 ổ bánh mì ra và chúng ta bắt đầu thưởng thức thôi. Có nấm nè, có cà rốt, có bắp, tiêu, cái vị tiêu cay cay thơm thơm cho mấy cái ngày mưa này nữa, ăn rất là bắt nha. Nó Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà, chuyên chia sẻ cách nấu món chay đơn giản thơm ngon dễ làm luôn đó. Rồi tạm biệt quý vị.